Dạ, Trần Việt xin mến chào quý vị nha. Hôm nay đó thì Trần Việt muốn chia sẻ với quý vị về vấn đề mà bắt cóc xảy ra ở bên Thái Lan, ở bên Campuchia. Nhưng mà trước hết thì Trần Việt muốn chia sẻ về vấn đề mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã gọi là bàn giao với nhau rất là tốt đẹp về cái vấn đề mà nâng cấp cái quan hệ ngoại giao lên hai bậc, là trở thành là đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng mà mình thấy đây là một cái điều mà nó không hay tí nào hết á. Nó không hay đó là cái chế độ Việt Cộng đó, nó không có thực hành. Có thể Mỹ thì nó thực hành đối tác chiến lược toàn diện, nhưng mà Việt Cộng thì không có thực hành. Ngay cả cái ngày mà ký kết mà hợp tác chiến lược toàn diện á, thì lời nói của ông Tổng thống Biden nó còn kiểm duyệt nữa mà. Ông Tổng thống Biden ông nói như thế này: "I also raise the importance of respect human rights as the priority for both my administration and the American people, and will continue throughout candid dialogue in that regard. Thank you." Ông nói rõ như vậy, tiếng Anh mình nghe rõ như vậy, mà rốt cuộc những cái lời nói đó nó không có dịch. Tại vì ông nói rằng là về human rights, là ở ngay cái phút mà 1 phút 13 đó, thì quý vị thấy đó, thấy không? Ông nói là "I also raise the importance of respect for human rights." Tại sao lại đối tác chiến lược toàn diện mà đi kiểm duyệt cái lời của tổng thống như vậy? Ở phút 1 phút 13 chút xíu nữa là Trần Việt sẽ cho quý anh chị em coi cái đoạn đó tổng thống nói như thế nào hả? Thì đại khái đó, tổng thống nói rằng là "Tôi muốn đưa vấn đề hệ trọng về việc tôn trọng nhân quyền phải ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền của tôi và người dân Mỹ, và sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn về vấn đề đó. Cảm ơn các bạn." Đó, Trần Việt xin dịch ra cái câu của ông Biden như vậy đó. Bây giờ cái câu của ông nói nè, trong cái YouTube nó có một... "Vì lợi ích của nhân dân hai nước và mong muốn tăng cường hợp tác vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trong bối cảnh mới, tôi và ngài Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước vừa quyết định thông qua tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững. Đó, bây giờ là tới ông Tổng thống Biden nha, Joe Biden đó. "Như vậy là nhiệm vụ của tôi và ngài John Biden Việt Nam is a critical power in the world and a bellwether in this vital region. And I look forward to continuing this new chapter in the story of our nation. Global health security and advanced treatments for cancer and HIV/AIDS. Enhance our security cooperation, including countering trafficking in persons. I also raise the importance of respect for human rights." Đó. "I also raise the importance of respect for human rights." Rõ ràng như vậy. Thấy không? Mà cái này là YouTube nó dịch thôi, chứ chế độ đó nó không có dịch. "As a priority for both my administration
Em nó dừng dịch rồi. Nó dừng dịch rồi, nó không còn dịch nữa. Cái này là YouTube dịch nha. Đó, nó hợp tác rồi là đối tác chiến lược toàn diện. Mà nó đối xử với nhau như vậy á, là mình thấy nó đúng là cái trò bịp bợm. Chứ còn cái gì nữa? Nó bịp bợm thôi. Nó kiểm duyệt như vậy đó. Quý vị thấy nó không có thật tâm. Có lẽ người Mỹ thì họ thật tâm, mà nó bị cắt xén như vậy làm sao? Chưa gì mà đã cắt xén lời của Tổng thống rồi, phải không? Ở phút 1 phút 13 giây nha, thì cái đoạn clip đó thì quý vị có thể vào cái trang mà Mỹ Linh Nguyễn để quý vị coi lại ha. Thì 1 phút 13 giây đó, Tổng thống Mỹ đó là nhân quyền phải ưu tiên hàng đầu, thì cái phần đó bị kiểm duyệt rồi. Thành ra mình nói là đối tác chiến lược toàn diện mà chỉ là một trò bịp của chế độ Việt Cộng mà mội rỡ, rất là mội rỡ. Lời của Tổng thống mà nó còn kiểm duyệt nữa, thì làm sao mà gọi là đối tác chiến lược mà toàn diện được? Đối tác chiến lược toàn diện này đó, theo mình nhận xét thấy đó, đây là chỉ có hành động một chiều thôi, đơn phương của Hoa Kỳ thôi. Chứ bên Việt Cộng nó đâu có tuân thủ theo mà đối tác chiến lược gì đâu. Lời của Tổng thống mà nó còn gọi là ngăn cản nữa, mà đối tác chiến lược cái gì? Sự thật thì hôm nay thì Trần Việt muốn chia sẻ về vấn đề mà bắt cóc nó xảy ra ở Thái Lan khủng khiếp quá. Nhất là mình đang lo lắng cho anh Thái Văn Đường đó. Quý vị thấy đây hình ảnh mà của anh Thái Văn Đường à? Anh Đường Văn Thái. Anh Đường Văn Thái đó, quý vị thấy đây là hình ảnh của anh Đường Văn Thái đó. Mà khi mà ảnh bắt, anh đó bắt xong rồi đó nha. Nó lên báo, nó nói rằng là Đường Văn Thái là kẻ tiểu nhân nhưng luôn xưng là anh hùng. Thấy không? Nhắc đến Đường Văn Thái, rất nhiều người nghĩ ngay đến những câu chuyện thâm cung bí sử, đấu đá nội bộ mà Thái tỏ vẻ gì đó. Đây, báo chí BBC nó cũng đưa tin nè. Vụ Đường Văn Thái hiện giờ ra sao? Nghi vấn bị bắt cóc. Sự thật là người ta đã có những cái clip người ta cho thấy là bắt cóc lên xe gì nữa mà. Một chiếc xe bán tải hiệu là Mitsubishi nè, màu trắng tại Thái Lan nè. Người ta đã đại vo nó lên tiếng như vậy đó. Không? Mà đây mình ở ngoài này đó, mình thấy hình ảnh cái chiếc xe đó rồi người xuống bắt cóc hết đó. Người ta thấy hết, tại vì cái đường của Thái Lan đó nó có những cái video camera đó, những cái máy mà nó thâu hình đó, thành ra nó ghi nhận được hết. Mà đây đâu phải là lần đầu tiên đâu. Cái chế độ Việt Cộng nó đã bắt cóc rất rất là nhiều người luôn. Nếu mà quý vị nhớ đến anh Trịnh Xuân Thanh nè, rồi anh Trương Duy Nhất nè, thầy Thích Trí Lực nè ở Campuchia đó, rồi anh Lê Trí Tuệ nè, nhiều lắm. Mà trước đó nhiều nữa, mà thời gian nó cứ trôi dần rồi cái là mình quên hết à, hiểu không? Rồi khi mà nó bắt cóc rồi cái nó hô rằng là nó thô bỉ đó,
Nó tôi bị là nó hô là anh Thái Văn Đường đó, anh Đường Văn Thái đã xâm nhập vào Việt Nam bất hợp pháp, thành ra bị bắt. Thấy không? Đấy nè, đấy những lời của báo chí của nhà nước Việt Cộng thế nè. Đường Văn Thái nè. Đây quý vị coi đó. Đúng không? Người đàn ông này khai nhận là Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán ở thôn Hà Lâm Ba, xã Thủy Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Gọi là xâm nhập trái phép. Xâm nhập trái phép qua đường biên giới ở Hà Tĩnh. Thế chế độ này nó rất là mọi rợ. Nó toàn là nó láo với dân không à. Nó láo với cả thế giới luôn. Không? Nó đi bắt cóc người ta có bằng chứng rõ ràng. Rồi bây giờ nó nói là người ta xâm nhập vào huyện Đông Anh ở thành phố Hà Nội. Đúng không? Chế độ gì mà mọi rợ vậy? Đúng không? Đây, đường biên giới đây nè. Bây giờ Trần Việt vô cái link đó coi nha, đó. Vụ xâm nhập trái phép qua biên giới Hà Tĩnh, Đường Văn Thái là ai? Đây nè. Báo Hà Tĩnh Việt Nam nè, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã tiếp nhận vụ việc một người đàn ông xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Kim Sơn 1 để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ai mà xâm nhập về nào, người ta đang ở bên Thái Lan mà xâm nhập chỗ nào? Phát hiện người đàn ông không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Kim Sơn 1. Người ta là người Việt Nam mà người ta về nước đi nữa, người ta có xâm nhập gì nữa, nó không có tội gì hết á. Đất nước người ta thì người ta vượt biên giới, người ta vượt qua vượt lại vậy thôi. Có cái gì đâu. Đúng không? Xâm nhập trái phép, người ta là người Việt Nam mà. Không? Đây. Tất cả những tin tức như vậy đó. Cái chế độ gì mà kỳ vậy, toàn là những cái tin mà láo không à. Làm sao mà người ta tin được cái báo chí của Việt Cộng? Không có ai tin được á, tại vì nó cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc sai sự thật. Thấy không? Nó là một cái thằng gọi là chuyên môn, gọi là đăng tin sai sự thật. Rồi nó lại nó tố cáo người ta là cảnh giác với luận điệu xuyên tạc sai trái. Thấy không? Đất nước này là vậy đó, thấy không? Thấy không? Mạng phản động, bôi xấu, xuyên tạc, suy diễn, kích động. Đó, nó nói với những người mà giống như là Trần Việt đây đó là như vậy đó. Mà Trần Việt đó chứng minh cho quý anh chị em thấy đó là anh đó, Đường Văn Thái đó, Đường Văn Thái hay Thái Văn Đường gì đó, là anh đã bị bắt cóc. Nó nằm ở trong Google, mình sợ ra là mình thấy hết trơn chứ đâu có cái gì khó đâu. Đúng không? Mình thấy luôn cả những cái hình ảnh đó mà. Bây giờ mình vô YouTube, mình nói mình đánh đi, thí dụ bây giờ Trần Việt vô YouTube ha. Trần Việt vô YouTube nè. Thấy không? Cho quý vị thấy. Rồi Trần Việt đánh chữ Đường Văn Thái. Bị bắt cóc đi. Thấy không? Đánh chữ bị bắt cóc. Tại vì nó có hình ảnh hết trơn à. Đó, bắt cóc ở Thái Lan nè.
về Việt Nam là có thiệt nè. Không, Trương Quốc Vy cũng nói nè. Không, người ta thấy Đài Voa cũng nói nè. Không, mà người ta đã tại vì đường Thái Lan đó nó có những cái nó gọi là video camera mà nó thâu lại đó, thành ra nó có hết trơn à. Nó có hết trơn à. Thành ra người ta biết rõ rằng là bị bắt cóc mà bắt cóc ở trên đất nước Thái Lan đó. Mà đâu phải là đây là lần đầu tiên đâu. Trịnh Xuân Thanh đó ở bên Đức đó, mà còn Tô Lâm còn cử người qua để mà bắt cóc nữa. Nước Đức nó tuyên bố thẳng là Tô Lâm nha. Tô Lâm là cầm đầu đường dây bắt cóc đó. Nhưng mà nó mà muốn dẫn độ Tô Lâm qua bên Đức thì cô hơi khó, tại vì Tô Lâm là Bộ trưởng Công an mà. Cái này là nó giao cho Bộ trưởng Công an mà Tô Lâm không có qua rồi làm sao, thì cũng vừa tiện thôi chứ đâu làm gì được. Cộng sản mà. Thấy không? Anh Đường Văn Thái đây nè. Anh Đường Văn Thái nó có hình ảnh hết trơn và nó biết anh Đường Văn Thái đó. Ảnh lấy xe đi ra nè. Thấy không? Đây nè, ảnh lấy xe đi ra Tổ nè. chức phóng viên không biên giới RSF hôm 27 tháng 4 kêu gọi chính phủ Việt Nam làm rõ về tình trạng mất tích của một blogger bất đồng chính kiến cách đây 2 tuần tại Thái Lan. Tổ chức này cho rằng gần như chắc chắn blogger Đường Văn Thái đã bị đặc vụ Việt Nam bắt cóc với sự đồng lõa của các quan chức Thái Lan. Ông Thái Thấy cũng là không? một nhà báo tự Người do đã mất tích vào ngày ông 13 Thái tháng nè, 4 mà ông bạn lấy bè và xe đi những người nè. quen biết cho là ông bị bắt cóc gần nhà ông ở tỉnh Pathum Thani, miền Trung Thái Lan, nơi ông đến tị nạn 4 năm trước để thoát khỏi tình trạng đàn áp các nhà báo độc lập tại Việt Nam. Công an Hà Tĩnh tuyên bố bắt giam ông Thái khi xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu hôm 14 tháng 4. Đó. Đừng có tưởng là báo chí ở ngoài hải ngoại nó không biết, nó biết hết á. Từ đài đài Voa rồi đài AFP rồi đó, nó trưng bày hình ảnh rồi bị bắt cóc rồi hết trơn à. Rồi làm sao mà cả thế giới người ta không biết, người ta biết hết á. Xấu hổ lắm. Từ cái vụ Trịnh Xuân Thanh rồi ông Trương Duy Nhất nè, trước đó thì có tới thầy thầy Thích Trí Tuệ nè, Thích Trí Lực chứ. Còn anh Lê Trí Tuệ rồi Trương Duy Nhất nữa. Trương Duy Nhất cũng mới đây nè, bắt người ta rồi bỏ vô tù 10 năm nè. Nếu mà quý vị đánh vô trong Google, quý vị đánh ra thì nó ra hết trơn à. Cũng như bây giờ nè, đánh Trương Duy Nhất phải không? Đó, Trương Duy Nhất nè. Đó, anh Trương Duy Nhất đây. Anh cũng bị bắt cóc rồi bỏ vô tù 10 năm thôi. Lãnh bản án rất là nặng nề. Mới đầu thì 2 năm tù. Thấy không? Điều luật 258. Rồi bây giờ bị bắt sao nữa năm năm 2020. Qua bên Thái bắt người ta rồi lãnh án 10 năm tù. Thấy không? Họ coi thường pháp luật của cả thế giới luôn á. Tại vì đó, họ sẵn sàng họ đem cảnh sát họ qua, cảnh sát chìm, cảnh sát nổi qua bên đó để mà bắt cóc người trái phép. Họ xâm nhập qua bên Thái trái phép, họ xâm nhập qua bên Đức trái phép, họ xâm nhập qua Campuchia trái phép. Người ta có bằng chứng như vậy. Campuchia thì mấy chuyện đó thì Lê Trí Tuệ rồi thầy Thích Trí Lực ở bên Campuchia nó cũng làm gì, mà trước đó đó nó làm nhiều lần lắm rồi, nó làm nhiều lần với Thái Lan với Campuchia, nó cứ qua bắt người rồi, tự nhiên thôi. Mà trường hợp anh Đường Văn Thái này đó là ảnh có giấy chứng nhận của cao quỹ Liên Hiệp Quốc, chứng nhận của cao quỹ Liên Hiệp Quốc mà chế độ Việt Cộng đó nó là thành viên của Liên Hiệp Quốc mà nó vẫn bắt người như thường. Nó coi cái phủ cao ủy Liên Hiệp Quốc đó chẳng có ra gì hết đó.
Nó không bao giờ mà nó tôn trọng cái Liên Hiệp Quốc đó. Liên Hiệp Quốc người ta ra cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là những cái quyền mà của người dân, giống như cái quyền mà tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình. Chế độ diệt cộng nó cũng có cái quyền đó, nó nằm ở trong hiến pháp điều 25 hiến pháp của diệt cộng khẳng định bất cứ người dân nào cũng có cái quyền biểu tình và quyền lập hội lập đảng đó. Rồi cái quyền nữa, quyền tự do ngôn luận, rồi tự do biểu tình nữa đó. Mà rốt cuộc người dân đâu có được. Người dân lên án, người dân chỉ trích, chỉ có chỉ trích thôi. Chỉ có chỉ trích thôi là nó đã bắt người ta rồi. Nó dùng dùng cái điều luật gọi là điều luật mang rợ, là điều luật có tên là 331. 331 đó, nó khẳng định đó là ai mà lợi dụng quyền tự do dân chủ mà để xâm phạm vào lợi ích của nhà nước, lợi ích của tập thể, lợi ích của cá nhân đều bị tù hết, đều bị tù giam giữ mấy mấy năm hết. Kỳ vậy. Trong khi đó đó, điều 25 thì nó cho người ta được quyền tự do ngôn luận. Điều là điều điều hiến pháp đó nghe, tự nhiên nó đẻ cái điều 331, nó là cấm cái quyền tự do ngôn luận. Điều 25 nó cho phép người ta biểu tình, tự do biểu tình, nó lại ra điều 331 nó cấm quyền lợi dụng quyền tự do là không được. Kỳ vậy. Nó lấy cái luật con, cái điều luật 331 là luật con, nó hãm hiếp cái điều luật mẹ. Mình nói gì đó là nó vi phạm trắng trợn vào bản hiến pháp. Nó lấy luật con mà nó lại đè bẹp cái luật mẹ. Thì mình nói nó rất là loạn luân về về luật pháp. Rất là loạn luân về luật pháp. Mình lấy luật con mà mình đi hãm hiếp luật mẹ là loạn luân rồi. Phải không? Hiến pháp cho quyền tự do ngôn luận, hiến pháp cho quyền tự do biểu tình. Thì mình đâu có thể nào mình lấy cái luật 331 để mình hạn chế cái quyền đó. Nó nói điều 331 nó nói rất là rõ ràng. Ai mà lợi dụng cái quyền tự do dân chủ mà là quyền tự do dân chủ đó là nó nằm ở trong điều 25 hiến pháp. Hiến pháp cho quyền tự do ngôn luận mà. Thấy không? Tự do biểu tình mà, đó là dân chủ đó. Ai mà lợi dụng quyền tự do mà ở trong hiến pháp là bị phạt tù. Thành ra nó phạt Trương Duy Nhất cũng là 10 10 năm tù. Tội là tuyên truyền không à. Đa số là tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà sự thật ra đó, người ta có quyền tự do ngôn luận thôi. Ở bên Mỹ đó, mình nhớ lại nó có câu chuyện mà rất là hay, là bà mà Rosa Parks á, bà là một người Mỹ hơi nước da hơi đen đen thôi, mà khi bà ngồi trên xe bus á, thì thời đó thì mấy chục năm cách đây rồi thì nó không có được văn minh như bây giờ, thì nó có những cái luật rất là tồi tệ, là giống như là người Mỹ da đen là phải nhường ghế cho Mỹ trắng. Nó bất công lắm. Thời mà Mỹ thời đó cũng rất là bất công chứ đâu phải được như bây giờ đâu. Thế là bà ngồi ngồi trên xe bus, người ta không có nhường ghế cho Mỹ trắng, thế là Mỹ trắng kêu cảnh sát lại bắt bà phải nhường ghế. Bà cũng không nhường nữa. Rồi cảnh sát phải còng tay bà, bỏ trong tù. Bỏ trong tù ra tòa án. Thì khi mà người ta thấy cái chuyện bất công đó là người ta biết.
dân Mỹ người ta cũng có những người trí thức, người ta cũng biết, người ta thấy quá bất công, tại sao người Mỹ trắng được ngồi mà người Mỹ đen không được ngồi. Thế là người ta lên tiếng, người ta bảo vệ bà, thế là bà được trắng án, thả tù, bỏ, không có phải ở tù, mới có ở chắc là vài ngày đó thôi, rồi không có cho bỏ tù. Mà sau này đó nước Mỹ vinh danh cái bà Rosa Parks, bà là một người anh hùng của nước Mỹ. Thấy không? Tại sao mà người ta chỉ trích, những người mà chỉ trích lại bị bắt vô tù? Hiện tại nó rất rất là nhiều người mà đã bị bắt vô trong tù vì cái vấn đề mà tội tuyên truyền rồi 331 đồ cái này cái nọ đó. Để cho quý quý vị coi nha, coi hiện hiện tại đó là có bao nhiêu người bị bắt nha, nè hiện tại quý vị coi nè, đó đây là những người con dân yêu nước thôi, họ không có tội gì hết, họ họ tội bị bắt vì cái tội mà tuyên truyền chống phá thôi. Người ta tuyên truyền, người ta lên án những cái việc mà sai lầm về luật pháp, hiểu không? Tại vì luật pháp nó cho điều 25 thì người ta lên tiếng thôi. Tại sao bắt người ta bỏ trong tù? Đây là những người yêu nước không à? Hiểu không? Đến đến nỗi ai nó cũng bắt tù hết đó. Mấy trăm người. Mấy trăm người bây giờ có thể lên tới cả ngàn người rồi. Hiểu không? Nó bắt những người mà yêu nước như vậy. Làm sao mà ai chịu nổi? Trời ơi, toàn là người yêu nước không à? Thấy không? Chế độ gì mà mỏi rợ như vậy, chịu không nổi. Đất nước Việt Nam mình phải thay đổi. Nói thật á, mình thấy mà ban giao gọi là đối tác, chờ gọi là chiến lược toàn diện với Mỹ, nói thật ra là mình mừng lắm. Thành ra khi mà mình Việt Việt Cộng là nó hành xử mang rợ, nó giống như những con khỉ Trường Sơn thôi, nó đâu có rành về luật pháp gì nhiều đâu, thì nó quen với nó gọi là đối tác chiến lược với người Mỹ, thì lẽ dĩ nhiên là nó phải bị cái sức ép của người Mỹ à, nó không thể nào tránh khỏi đó. Khi mà bạn bè đối tác với nhau đó, mình lấy những cái luật đó ra để mình nói. Nói, mày tại sao kỳ vậy? Mày tham gia vào Liên Hiệp Quốc, phải không? Việt Nam là có chân trong Liên Hiệp Quốc. Mà rốt cuộc Liên Hiệp Quốc mà không tôn trọng nhân quyền làm sao? Người ta có bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là con người có quyền tự do ngôn luận, tự do cả cư trú luôn. Phải không? Mà không biết bây giờ nó có bỏ cái vấn đề hộ khẩu luôn. Nó đẻ ra cái luật hộ khẩu đó, là cái đó nó vi phạm vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đó. Nghe nói nó rục rịch nó bỏ đó, mà không biết có bỏ không, quý dân gì. Rồi, khi mà người dân đi lại cũng không được nữa. Người dân phải xin phép à. Từ tỉnh này qua tỉnh nọ phải xin phép, giấy là giấy tạm trú rồi đó. Tại sao nó đẻ ra kỳ cục vậy? Tất cả những việc gì mà chế độ cộng sản làm đó, thì toàn là vi phạm nhân quyền hết trơn, đối xử rất là mỏi rợ, đến nỗi mà tổng thống Biden mà nó còn kiểm duyệt nữa mà. Biden mà nói về nhân quyền quyền nó cũng kiểm duyệt. Thử hỏi mình là người Việt Nam mình làm cái gì bây giờ? Đúng không? Nó nghĩ rằng đó nha, nó nghĩ rằng là nó đối tác chiến lược với Mỹ rồi nè, mẹ không chừng nó kêu Mỹ đó, mẹ mày bắt cái thằng Trần Việt à, thằng Trần Việt này nè, nó phản đối nhà nước nè. Sự thật cứ bắt đi không sao đâu, mình không sợ đâu, cái tuổi này tuổi mình là cũng là thất thập rồi, thất thập cổ lai y rồi, mình sống tới đây là cũng cũng vui lắm rồi, đúng không? Cứ bắt đi, bắt thằng Trần Việt đi, đúng không? Bắt về nước trị tội đi, đó.
gọi là bên bên Hoa Kỳ đó Nga, gọi là dẫn độ nha, rồi dẫn độ cái tên Trần Việt về trong trong Việt Nam đi. Nhưng mà sự thật, mình chỉ nói những cái sự thật, mình thấy những điều sai trái mình lên nói, mình không chụp mũ ai hết, mình không chụp mũ ai hết đó. Mình chỉ thấy là mình lên tiếng để bảo vệ cho những cái người mà nạn nhân như vậy, nạn nhân như là Đường Văn Thái đó, họ bị bắt cóc. Tại sao không không dám nói thẳng là bắt cóc đi, mà nói rằng là Đường Văn Thái xâm nhập vào Hà Tĩnh, xâm nhập trái phép vào Hà Tĩnh, rồi bị bắt bỏ tù, rồi bây giờ không biết chuyện nó đến đâu rồi, không biết là tuyên án ông Đường Văn Thái đến đâu rồi. Bây giờ đó mình đó, Trần Việt muốn cho quý anh chị em coi là mình vào trang nhà của anh Đường Văn Thái đi nha. Bây giờ mình đánh vô YouTube nha. Đó, quý anh chị em thấy YouTube nè. Thấy không? Mình tìm cái kênh của anh Đường Văn Thái, cái channel đó. Đó, cái channel của Đường Văn Thái đó, mình đang tìm đây nè. Đó. Mình thấy đây nè, anh Đường Văn Thái đây. Channel ở đây nè. Quý vị thấy đó, channel của anh nói là tin tức 24 giờ Thái Văn Đường đây. Hình ảnh của anh đây. Anh có 115.000 subscriber. 115.000 subscriber là nổi tiếng đó, cũng khá lắm đó. Thấy không? Rốt cuộc đó, rốt cuộc ảnh có cái clip nào không? Quý vị thấy có một cái video clip nào trong trong cái trang nhà 115.000 của ảnh không? Hoàn toàn không có. Thấy không? Nếu mà ảnh không có làm clip nào đó, tại sao ảnh có được 115.000 subscriber? Là quý vị thấy thấy cái chế độ nó man rợ như vậy. Khi mà nó bắt anh Đường Văn Thái đó, nó có thể nó tra tấn, nó đánh đập, nó bắt buộc anh phải bỏ password vô rồi delete, tự động delete tất cả những video của anh Đường Văn Thái. Thành ra mình không thấy còn một cái video nào hết. Sự thật nó anh Đường Văn Thái này ảnh hay lắm đó, chứ ảnh không phải là bình thường đâu. Ảnh có những cái tin tức rất là hay mà ở trong nước, về những cái quan chức cao cấp của cộng sản mà ảnh biết được. Mình không biết ảnh lấy tin từ đâu, nhưng mà ảnh ảnh đưa ra những điều đó, những điều sự thật như vậy. Thế là có thể là Tô Lâm mà cử người qua để mà bắt nó, bắt ảnh. Thấy không? Thành ra cả luôn cả Facebook ảnh, ảnh phải diệt hết. Ảnh có Facebook nè. Mình đánh vô Facebook nè, mình coi nè. Bạn hiện không xem được nội dung này. Thấy không? Lỗi này thường xảy ra, sở hữu chủ kênh chia sẻ nội dung gì đó, đại khái là đã coi như là đã delete rồi. Cỡ như tự động ảnh hủy bỏ cái trang nhà Facebook của ảnh rồi. Cả Facebook và cả YouTube nữa. Thử hỏi cái chế độ mà mọi rợ không? Rất là mọi rợ. Đối xử với con người như vậy, đây là cái quyền riêng tư của ảnh. Cái quyền ảnh có quyền ảnh dùng YouTube, có quyền ảnh dùng Facebook. Cái quyền riêng tư của ảnh chứ, tại sao mà bắt ảnh như vậy? Thấy không? Chế độ gì mà kỳ vậy? Mà một thanh niên rất là, mình thấy ảnh rất có tấm lòng với quê hương. Chỉ có những người có tấm lòng với quê hương mới là lên án cái chế độ mọi rợ diệt cộng thôi. Giống như Trần Việt nữa. Trần Việt lên tiếng rất là nhiều về cái lá cờ máu, cái lá cờ đỏ sao vàng. Cái lá cờ đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Cái tỉnh Phúc Kiến chứ không phải là bây giờ Trần Việt vô nè. Thấy không? Đánh chỉ cần tử huyệt thôi, đó, đánh chữ tử thôi.
Tử huyệt của Đảng Cộng sản Việt Nam này đó, thấy không? Mình chỉ cần vô mình đánh cái tử huyệt thôi đó. Tại vì đó, nó sử dụng lá cờ của giặc Tàu, mình người Việt Nam mình đi sử dụng cái giặc Tàu. Trời đất ơi, cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến, của giặc Tàu, hiểu không? Mình biết rõ điều đó mà tại sao mình dùng? Lịch sử mà, chứ đâu phải chuyện đùa đâu. Đó, đây là người người Tàu, tiếng Tàu đấy nè, họ sử dụng cờ đỏ sao vàng nè. Cờ đỏ sao vàng nó chỉ khác gọi là nó có cái búa liềm ở giữa thôi, nó khác nhau như đó thôi. Mà từ 45 mình đã dùng cái lá cờ này rồi, dùng cờ đỏ sao vàng mập là do cái thằng gián điệp giặc Tàu Hồ Chí Minh nó qua rồi, nó không biết nó ép buộc như thế nào để mà, tại vì nó vai trò tới chủ tịch mà, thành ra nó chiếm gọi là chánh quyền của Trần Trọng Kim đó, nó cướp chính quyền đó. Nó cướp chính quyền của ông Trần Trọng Kim mà nó là người Tàu thôi, thì lẽ dĩ nhiên nó phải sử dụng cái lá cờ Tàu. Đây đó, quý vị phải nghĩ đi, đây có thể là một cuộc buôn vua đó, buôn vua mà cách đây 2.000 năm của Lã Bất Vi đó. Lã Bất Vi là hỏi là làm cách nào mà giàu nhất, thì ông Lã Bất Vi ông nói rằng chỉ có buôn vua là giàu nhất. Bởi vì đó, thằng Tàu nó mới cấy được cái vua rồi là vua Hồ Chí Minh nè, chủ tịch nước nè, nó buôn vua. Và đây đó cái bằng chứng rất là rõ nha. Bằng chứng đó mới đầu là nó là lá cờ mà sao vàng mập nè, lá cờ Phúc Kiến đó, nó gỡ bỏ ra rồi nó đổi thành cái cờ sao vàng mà không có mập nữa, coi như sao vàng ốm đó, để mà làm nô lệ cho giặc Tàu thôi, thấy không? Thấy không? Thành ra khi mà Nguyễn Phú Trọng mà qua bên tập Cận Bình đó, ngay cả truyền hình của Việt Cộng nó cũng đưa ra cái cờ 6 ngôi sao. Cờ Trung Cộng sự thật nó có 5 ngôi sao thôi, một ngôi sao lớn với Mông Hồi Mãn Tạng thôi, chứ đâu có Việt Nam trong đây. Việt Nam là ngôi sao chót nè, kế chót nè. Mà bây giờ đó, người ta biết rằng đó, mai mốt cái lá cờ của thằng Trung Cộng đó nó sẽ có 5 ngôi sao nè, 6 ngôi sao chứ. Bởi vì nó đưa mấy cái em mà Việt Nam đó để trần việc cho quý vị coi nha. Cờ 6 ngôi sao nha. Cờ 6 ngôi sao. Bởi vì cái 6 ngôi sao đó. Bởi vì bây giờ nó qua cái Google nó biết hết trơn à. Nó không thể thế nào mà chạy chạy chối được hết đó. Đó, cờ mà khi mà Tập Cận Bình qua Việt Nam đó thì các em dùng 6 ngôi sao. Việt Nam trở thành ngôi sao thứ 6 nữa. Thấy không? Cái này là cộng sản nó bán nước cho giặc Tàu rồi, nó trở thành nô lệ cho giặc Tàu rồi. Đâu có khác gì đâu. Các em dùng cờ 6 ngôi sao đó nè. Thấy không? Các em sử dụng như vậy đó. Đâu phải là một em đâu, nhiều em lắm. Nè, ngay cả trên trên cái đài mà VTV đây nè. Cái này 4 ngôi sao. Cái này không phải. Cái này Báo Người Việt. Xin lỗi. Nhưng mà để cho quý anh chị em thấy nha. Có một sứ ngôn viên mà nó cờ đây nè, cờ 6 ngôi sao đây nè. Đây nè, cờ Việt Cộng 6 ngôi sao đây nè. Đó. Các em cũng 6 ngôi sao, sứ ngôn viên của đài VTV cũng sử dụng 6 ngôi sao. Có phải rằng là đây đâu phải là vô tình hay cố ý đâu. Đây là cố ý chứ sao mà vô tình được.
khi mà Nguyễn Phú Trọng đi qua bên China, là ở đây là nó đưa cái hình ảnh cờ cờ gọi là cờ của Trung Cộng là 6 ngôi sao. Nói sự thật như vậy đó. Đúng không? Bây giờ cái thời đại không có ai mà lường gạt ai được hết đó, không phải dễ đâu. Đúng không? Nó phê bài sự thật hết đó. Lúc mà Nguyễn Phú Trọng với Tập Cận Bình đó, là ở trong nước đó là cờ 6 ngôi sao hết. Đúng không? Chắc là trước khi đi đó Nguyễn Phú Trọng đã dặn rồi, khi mà tao qua đó tao ôm Tập Cận Bình đó là ở trong nước là phải sử dụng cờ 6 ngôi sao. Thành ra sướng ngôn viên của đài VTV cũng dùng 6 ngôi sao. Mà các em cũng dùng 6 ngôi sao nữa. Không. Đất nước mình là còn đâu nữa, đâu còn chủ quyền nữa đâu. Bởi vì nó mới chiếm quần đảo Trường Sa của mình. Nó mới đánh gạc ma đến 64 chiến sĩ của mình bị thảm sát bởi bởi thằng Trung Cộng. Thấy không? Rồi nó chiếm đảo Gạc Ma, rồi nó chiếm đảo Vành Khăn, rồi bây giờ nó chiếm coi như là nó chiếm toàn bộ luôn á. Nó nói rằng là Phạm Văn Đồng đã dâng cho Phạm Văn Đồng đã dâng lãnh thổ cho nó rồi, rồi bây giờ mình cãi cái chỗ nào? Tại vì á Phạm Văn Đồng đó đã ký nhận gọi là bản đồ 12 hải lý của giặc Tàu. Mà trong bản đồ 12 hải lý của giặc Tàu nó có Hoàng Sa, nó có Trường Sa nằm ở trong bản đồ. Đâu phải là Phạm Văn Đồng mắc đuôi đâu mà không thấy. Phạm Văn Đồng thấy hết đó. Nhưng mà nó qua chỉ thị của Hồ Chí Minh. Nó Hồ Chí Minh lúc đó làm chủ tịch. Thì Phạm Văn Đồng thủ tướng phải nghe lời chủ tịch tới. Chủ tịch Hồ Chí Minh nó dâng đất nước Việt Nam cho Tàu thì nó dâng thôi. Nó dâng quần đảo cho Tàu rồi nó dâng thôi. Làm gì nó? Đúng không? Bởi vì thuyết buôn vua mà. Làm vua Việt Nam thì dâng đất nước Việt Nam cho Tàu thôi. Chứ đâu có gì đâu. Rõ ràng như vậy. Rõ ràng là qua cái thuyết buôn vua đó. Đúng không? Nó ghê gớm lắm. Thiệt tình á. Mình nói. Rồi rồi quý vị coi nè. Ha. Quý vị coi có phải rằng là Hồ Chí Minh có phải là gián điệp Trung Cộng không? Đủ bằng chứng hết trơn à. Nếu mà quý vị vào ha, Free Việt Nam Now ha, blogspot.com ha, quý vị thấy tất cả những đây là những cái bằng chứng để chứng minh rằng Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc chết ở trong nhà tù Hồng Kông rồi. Thành ra Hồ Chí Minh đây đây là cái bằng chứng rất là rõ nè. Quý vị thấy nè. Chỉ có thằng giặc Tàu mới dạy dạy dân mình gọi là Bác Hồ. Quý vị thấy rõ không? Ở ở đây mà có khi nào mà quý vị gọi là cái họ Hồ không? Chưa bao giờ người Việt Nam mà dùng mà họ họ người ta kêu là nếu là gọi là bác thì phải là bác Minh. Không ai kêu là họ đó. Mình thấy có người Việt Nam nào ở trên đất nước mình mà kêu họ không? Giống như nói là bác Trần. Thí dụ bác Trần Văn Lai hay gì đó, bác Trần kêu bác Trần, người ta kêu bác Lai chứ không ai kêu bác Trần hết. Mà bác Hồ là tại vì nó ảnh hưởng cái văn hóa của Tàu. Mà Tàu nó đâu có biết. Bọn giặc Tàu nó đâu có biết là văn hóa mình đã thay đổi rồi, mình sống cả cả ngàn năm mình kêu là bác không, cũng như mình kêu bác Tư, bác Ba, hoặc là không bao giờ ai dùng họ đó. Không bao giờ ai dùng họ đó. Mình dùng là tên thôi. Hiểu không? Thí dụ mình kêu bác có thể mình kêu bác Hiệu.
Có ai kêu là Bác Nguyễn không? Có ai kêu Bác Nguyễn không? Hoặc là Bác Thiệu, rồi Bác Kỳ, phải không? Bác Nguyễn Cao Kỳ, không có ai kêu Bác Nguyễn hết đó. Rồi có ai kêu là Bác Ngô không? Ngô Đình Diệm, người ta không bao giờ người ta kêu như vậy. Người ta phải kêu là Bác Diệm. Nếu mà ông Diệm ông lớn hơn ba mình kêu mình xưng là bác là phải là Bác Diệm. Không bao giờ ai kêu Bác Ngô đó. Tiếng Việt mình là như vậy. Cái văn phạm, cái ngôn ngữ của mình biết. Không ai mà kêu như vậy hết. Mà tại sao tự nhiên là có là kêu kêu là Bác Hồ rồi còn cha già dân tộc nữa. Dùng cái chữ cha già dân tộc là rất là mộ rợ. Hồ Chí Minh là cái quái gì mà gọi là cha già dân tộc? Trong khi cái nền lịch sử của Việt Nam là suốt gần 5.000 năm. 5.000 năm cái lịch sử anh hùng của mình biết mấy? Tại sao mình kêu rằng là cha già dân tộc được? Nó đâu có thể nào mà nó là cha già dân tộc được. Tại cái dân tộc mình biết bao nhiêu người dựng nước, hiểu không? Biết bao nhiêu người xả thân để mà giữ nước. Chứ đâu phải chỉ có một Hồ Chí Minh. Mà Hồ Chí Minh đã làm cái gì? Hồ Chí Minh chỉ có cướp chánh quyền. Cướp chánh quyền của Trần Trọng Kim. Làm sao kêu nó là cha già dân tộc được? Không biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ của mình. Quý vị đó, quý vị thấy một điều rất là thô bỉ. Thô bỉ nó đang xảy ra trên quê hương của mình. Quý vị nhớ đi. Từ hồi năm 75 tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi? Từ hồi Việt Nam Cộng Hòa bị mất, từ năm 75 cho đến năm 23 là 48 năm. 48 năm rồi. Quý vị xài tiền gì? Quý vị nói cho cho Trần Việt hiểu cái. Quý vị đang xài tiền gì đó? Tiền đó là tiền hồ. Tại vì nó bắt người ta phải dùng tiền hồ như vậy. Đó là tiền Hồ Chí Minh. Trong đồng tiền mà chỉ có một mình cái thằng Hồ Chí Minh trong đó thôi. Quý vị nghĩ dân tộc của Việt Nam ở đâu? Hồi xưa thời Việt Nam Cộng Hòa, mình thấy dân tộc của mình nó có tiền tiền Hai Bà Trưng, tiền Quang Trung, tiền Lê Lai, Lê Lợi, không? Tiền những anh hùng dân tộc chứ, không? Chứ đâu có tiền mà chỉ có một cái hình ảnh Hồ Chí Minh à. Chỉ có một hình ảnh duy nhất Hồ Chí Minh ở trên đồng tiền mà từ năm 75 tới bây giờ là 48 năm nó cũng không thay đổi. Quý vị thấy là mình mất nước không? Mình mất nước, nó đâu có dạy gì lịch sử gì nhiều nữa đâu. Bây giờ hỏi về lịch sử làm gì mà nó biết? Làm gì mình mấy đứa trẻ sau này mà biết? Nó dần dần rồi là nó bỏ cả lịch sử Việt Nam luôn. Mình đã bị giặc tàu nó đô hộ rồi, sự thật là vậy. Ngày nào mà có là cái lá cờ Phúc Kiến và có những cái hình tượng Hồ Chí Minh là quý vị biết rằng là đất nước ta đang bị lệ thuộc giặc tàu. Nó là vậy. Thành ra Trần Việt phải nói hoài, tại vì mình biết được sự thật. Tại vì mình lấy tất cả những tài liệu, những lịch sử nó đầy ở trên net là mình cũng tìm được, phải không? Mình tìm ra cái sự thật. Cái sự thật đó là mình, thành ra mình phải lên tiếng thôi. Giống như cái sự thật mà trận Điện Biên Phủ đó. Điện Biên Phủ với qua cái chế độ cộng sản là một cái chương sử rồi là tồi bại,
chiên sử láo toét, nó láo lắm, đừng có tin. Nó nói trận Điện Biên Phủ đó là bởi Võ Nguyên Giáp đánh thắng giặc Pháp. Sự thật không phải như vậy. Sự thật không phải như vậy. Võ Nguyên Giáp đâu có quân đội, đâu có cái gì đâu mà đánh, đâu có súng ống đâu mà đánh. Nhưng mà thời đó người ta đâu có cần phải đánh Pháp. Trong khi tại vì cái cuộc chiến nó xảy ra là năm 1954. 54 đó là vào năm 1948 đó là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được ra đời bởi Liên Hiệp Quốc. Và từ đó rất nhiều quốc gia đó, rất nhiều quốc gia giống như là Tây Ban Nha nè, Pháp nè, Bồ Đào Nha nè, họ đi tìm những thuộc địa, nước Anh cũng vậy, đi tìm những thuộc địa, họ trả độc lập cho tất cả những cái quốc gia nhỏ hết, quốc gia thuộc địa đó, họ trả độc lập. Tại vì sống trong Liên Hiệp Quốc mình thấy nó tại sao phải để như vậy, rồi những người quốc gia khác cứ đòi độc lập rồi chiến tranh, rồi thành ra tự động nó trả hết. Người ta đâu có chịu, đâu có nước nào mà chịu nước mình bị nô lệ đâu. Thành ra Liên Hiệp Quốc nó trả hết. Thành ra năm 1954 là nó đang trong cái tình trạng mà nó trả đó, trả độc lập cho Việt Nam. Chứ đâu có hay ho gì mà chiến thắng phải phải tốn xương máu. Nhưng mà sự thật là giặc Tàu nó đánh thắng giặc Pháp, chứ không phải là Võ Nguyên Giáp. Bây giờ nếu mà nói Võ Nguyên Giáp đó, Trần Việt xin hỏi quý anh chị em, nói Võ Nguyên Giáp thắng giặc Tàu, giặc Pháp đó, thì phải đuổi giặc Pháp ra khỏi đất nước mình, phải không? Giặc Pháp, tao thắng mày, tao phải đuổi mày ra khỏi đất nước ta trong vòng 30 ngày, 60 ngày, hoặc là 6 tháng hoặc 1 năm cũng được. Chứ đâu phải Võ Nguyên Giáp thắng giặc Pháp xong rồi cái ký hiệp định Genève chia hai đất nước mình. Quý anh chị thấy vô lý không? Khi mà mình đào sâu về lịch sử đó, mình sẽ thấy những cái điều mà nó vô lý như vậy. Mình là kẻ chiến thắng mà mình đi mình chia hai đất nước của mình là mình biết sai rồi. Cái này là thằng giặc Tàu nó chiến thắng chứ không phải là Võ Nguyên Giáp chiến thắng. Thằng sau này mình đào sâu mình biết là giặc Tàu đó là có tướng Trần Canh nè, có tướng Di Quốc Thanh nè, có tướng là cái tướng Trần Canh, Di Quốc Thanh là Lã Quý Ba. Ba tướng đó là ba tướng Tàu. Ba tướng Tàu. Nó có ở trong tài liệu hết mà. Mà quý vị có thể giờ vào mấy cái trang này, trang Free Việt Nam blogspot.com đó là quý vị sẽ biết hết. Giặc Tàu nó mới chiến thắng trận Điện Biên Phủ chứ làm sao mà Võ Nguyên Giáp. Bởi vì sau này đó, nó đơn giản đó là Lê Duẩn nó biết sự thật. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Lê Duẩn biết sự thật. Thành ra cho Võ Nguyên Giáp ngồi chơi xơi nước, gọi là lo về kế hoạch sinh đẻ, bộ trưởng kế hoạch sinh đẻ. Bởi vì người ta nói là khi xưa thì đại tướng cầm quân, ngày nay thì đại tướng cầm quần chị em. Cầm quần nó lỡ cái quần của chị em ra để lo vấn đề sinh đẻ đó. Nó đâu có khó đâu. Về cái vấn đề lịch sử mình thấy đó, nó hoàn toàn nó không có khó. Mình chỉ đào sâu mình hiểu được hết à. Thành ra giống như Nguyễn Ái Quốc đây, nó cũng có. Nè mình thấy đây nè, thấy Hồ Chí Minh không? Bản đồ đâu có khác gì Chu Ân Lai đâu. Hồ Chí Minh bản đồ cũng đâu khác gì Mao Trạch Đông đâu. Họ là anh em, họ là dòng họ với nhau,
máu mủ với nhau đi dập tàu nó, bởi vì nó chiếm đất nước mình mà. Để nó cầm cây viết như cầm cây cọ sơn gì đó. Rồi nó viết tiếng Việt, nó đâu có rành tiếng Việt đâu, nó viết sai lỗi chính tả tùm lum hết đó. Nó đâu có chấp nhận, nó viết theo cái ký hiệu phiên phiên âm không à. Đúng không? Giống giống như chữ chữ Z gì, đúng không? Giống như chữ Phong thì người ta bê phở với hát thì nó viết là chữ F. Tiếng Việt mình đâu có chữ F bao giờ đâu, mà Hồ Chí Minh nó vẫn làm như vậy. Đúng không? Tại vì nó là người ngoại quốc thôi, nó đâu phải là người Việt Nam mà nó hiểu hết đâu. Đó, bởi vì rất 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 là đau đớn cho cái đất nước Việt Nam mình đang bị lệ thuộc dập tàu vì vì hai cái biểu tượng mà thô bỉ nhất là cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến bên Nhật Tàu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là hình tượng của tên gián điệp giặc tàu Hồ Chí Minh. Sau này người ta biết rõ nó là Hồ Quang mà. Hồ Quang Hồ Chí Minh mà. Thấy không? Bây giờ quý vị vào nè. Quý vị theo theo bước chân của Trần Việt đi. Ha. Bây giờ Trần Việt đánh cái chữ Hồ Quang nha. Nè. Hồ Quang. Đó. Thiếu tá Hồ Quang đó. Thấy không? Thiếu tá Hồ Quang. Rồi mình thấy image nè. Chắc phải đây nè, thiếu tá Hồ Quang đây nè. Đó. Thấy không? Cục Lưu trữ Việt Nam xác nhận Hồ Chí Minh chính là thiếu tá Hồ Quang. Thấy không? Nó ở trong quân đội nhân dân nè. Là People Liberation Liberation Army nè. Thấy không? Quân đội giải phóng là People, là nhân dân nè. People Liberation Army là Major, là thiếu tá nè. Thiếu tá Hồ Chí Minh nè. Nó là cái người mà người tàu đi lính tàu. Còn chối cãi gì nữa? Đâu có thể nào mà chối cãi được. Hồ Chí Minh khi xưa nè, quý vị thấy Hồ Chí Minh có thắt cravat nè. Thấy không? Hồ Chí Minh có thắt cravat nè. Rồi tại sao lớn lên lại không thắt cravat? Thấy không? Đó là cái tài liệu như vậy. Hồ Chí Minh là thắt cravat tại vì qua bên Pháp học được cái nền văn minh của Pháp, cũng thắt biết thắt cravat. Tại sao mà thời mà Hồ Chí Minh sau này chưa từng thấy thắt cái cravat nữa, chưa từng thấy thắt cravat luôn. Mà Hồ Chí Minh còn phản đối nữa nha. Nó có những tài liệu cho biết là Nguyễn Hồ Chí Minh phản đối, là Hồ Chí Minh nói cái thắt cổ, chỉ vào cái cổ, cái thắt là Hồ Chí Minh phản đối cái thắt cổ. Là mình biết Hồ Chí Minh đâu phải là Nguyễn Ái Quốc. Nguyễn Ái Quốc là có thắt cà vạt đàng hoàng. Nội như đó mình cũng biết rằng là Hồ Chí Minh là tên gián điệp giặc tàu rồi. 100% luôn á. Không có gì mà cãi được hết đó. Tại vì bằng chứng nó rất là rõ rệt. Bởi vì hai cái biểu tượng này nó phá nát cả dân tộc Việt Nam. Nó làm cả dân tộc Việt Nam là một quốc gia nhiều tài nguyên ghê lắm, mà rốt cuộc trở thành con dân của Việt Nam nó rất là nghèo đói. Hiểu không? Nghèo đói không có đủ ăn, tại vì tất cả cán bộ cộng sản đều là tham nhũng hết đó. Tại vì họ độc tài mà. Họ độc tài, họ họ sống ở trên xương máu của người dân. Họ sống trên xương máu của người dân mà họ phục vụ cho cái quyền lợi của người tàu. Thành ra sau này đó mấy cái tỉnh biên giới đó bây giờ đã bắt đầu đã xài cái tiền tiền tàu rồi. Xài cái tiền quan đó, quan của China đó, của giặc tàu.
rồi họ đòi khai thác Phú Quốc nè, rồi gì dân đồn nè, rồi Bắc Vân Phong nè, đó họ khởi khai thác nữa mà ba cái địa danh như vậy, coi như đất nước mình tiêu rồi. Nếu mà mình tiếp tục mà mình không có nhận thức được là cái đất nước mình mất đó, là coi như mình tiêu hoàn toàn, mình tiêu hoàn toàn rồi, không có tránh khỏi đâu. Đó, đây là cái bằng chứng mà trang 79 của ông Hoàng Văn Chí nè, thấy không, nói là Nguyễn Ái Quốc đã chết ở Hồng Kông, thấy không, cái sách mà của ông Hoàng Văn Chí ông viết như vậy. Rồi đâu mà tự nhiên rồi năm 1932 33 đã mất mất trong việc không thấy đường, nhưng mà chết rồi lấy đâu mà ra Hồ Chí Minh. Đó. Ông Hoàng Văn Chí ông là giết, mà ông Hoàng Văn Chí là hồi xưa đó là ông là cộng sản đó nghe, ông theo gì cộng á, Hoàng Văn Chí này nè, mà ông để lại cuốn sách mà từ thực dân đến cộng sản là sau này ông phản tỉnh đó. Ông phản tỉnh rồi ông mới thấy là cộng sản nó tội ác đó. Thành ra ông rời khỏi cộng sản, thành ra ông viết cái quyển sách này là từ thực dân đến cộng sản, thấy không, từ thực dân là đã đau khổ rồi, bây giờ đến cộng sản còn đau khổ hơn nữa. Thế ông là người Việt Nam và ông theo cộng sản và ông nhận ra được là cộng sản là sai lầm, thành ra ông mới viết là từ thực dân đến cộng sản để mà tố cáo những cái điều mà sai sự thật, là Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc tàu thôi chứ không phải là người Việt Nam. Thấy không, toàn là những tin tức người là dối trá không à, những tin tức hoàn toàn là dối trá bị bợm người dân không à, mình đọc hàng ngày mình biết mà, đúng không, mình đọc hàng ngày mình biết chứ, mình biết mình mới dẫn chứng cho quý anh chị em thấy là nó láo nó xạo, là mình phải đọc để mình biết cái láo cái xạo của nó, chứ không phải có người chửi vô đầu TV 256, chửi vô đầu Trần Việt á, chửi vô đầu Trần Việt là mẹ mày chuyên môn là đọc báo gì cộng không à, người ta đọc báo gì cộng là người ta đọc, người ta phản biện chứ không phải là thèm đọc, đọc để thấy nó sai lầm chứ người ta không, tôi không có khuyến khích ai phải đọc hết đó, còn cá nhân là tôi phải đọc, tôi mới phản biện được, tôi phải vạch trần những cái mà xấu xa tội ác của thằng cộng sản, tôi phải đọc. Nó tự nhiên rồi nó ra mấy cái người cũng là chống cộng, họ mang danh là chống cộng, cũng là cờ vàng ba sọc đỏ đó, nhưng mà họ cứ tố cáo là mình tại sao đọc báo cộng sản, tôi đọc báo nhưng mà tôi phản biện chứ tôi không phải là đọc được mà tung hô đó, tôi có quyền. Rồi nó lên án Trương Quốc Quy, rồi nó lên án Trần Việt là tại sao đi đọc báo đảng, cô đã không, không đọc báo đảng rồi biết rồi làm sao biết cái gì về về cộng sản tàn ác tàn độc mà nói, chẳng lẽ cứ nói cộng sản tàn ác tàn độc đồ đâu không mà không có dẫn chứng à, mình phải đọc rồi mình mới dẫn chứng được cho đồng bào thấy cộng sản nó tàn độc tàn ác như thế nào, nó lừa dối lừa bịp đồng bào như thế nào, chứ không phải là mình đọc mà mình theo nó, mà tự nhiên bây giờ nó có một cái số người rồi là lên án những người đọc báo cộng sản, người ta đọc người ta phản biện nó khác. Mình lên án những người nào đọc báo cộng sản mà không có phản biện á, mà sự thật đâu có ai mà đi mà đọc báo cộng sản, trời ơi ra hải ngoại này sợ thấy mẹ rồi,
Bởi vì người ta chạy bỏ nước rồi làm sao người ta đọc báo để làm gì? Toàn là báo bịp bợm không, mà người ta biết rành quá rồi người ta đọc làm cái gì? Nhưng mà người ta đọc để người ta phản biện, để mà vạch ra những cái sai lầm, những cái tội ác của Cộng sản. Nhiều khi không đọc rồi biết gì? Không đọc rồi biết nói cái gì? Đúng không? Thành ra làm ơn đi. Đừng có cờ vàng mà đục cờ vàng rồi là cho là đọc báo Cộng sản là tội ác hả? Người ta đọc, người ta vạch ra những cái sai trái của Cộng sản là cái điều đó bình thường chứ. Tại sao lại lên án những người đọc báo Cộng sản? Dẹp đi. Thiệt á, tôi không muốn lên tiếng rồi là mấy cái người đó. Ít ra tôi thấy có hai người á, hai người rồi là tố cáo tôi là đọc báo Cộng sản đó. Bởi vì tôi mà tôi không dám nói tên đó, tại vì họ cũng là cờ vàng giống như mình. Mà không phải là họ đánh đánh mình tôi không. Họ đánh tôi nè, họ đánh Trương Quốc Vy nè, họ đánh Son Lê nè. Mong rằng Son Lê cũng hiểu điều này. Họ đánh cả Thùy Dương Na Uy nữa. Họ đánh gọi là họ đánh là tứ tung hết á, mà cũng là họ là cờ vàng đó. Con nó tự nhiên nó lòi ra những cái đứa mà như vậy. Chẳng lẽ mình là cờ vàng, mình đánh cờ vàng. Thành ra mình vì cái điểm tế nhị đó mình không nói. Nhưng mà đừng có làm quá nha. Làm quá là tôi phải lên tiếng đó. Tôi phải vạch mặt ra luôn á. Tôi sẵn sàng gọi là tôi đứng đầu á. Chứ đừng có thấy đưa cái cờ vàng ra rồi có quyền nói cái gì là nói á. Cờ vàng mà đi đánh cờ vàng mà đánh mỗi rợ như vậy. Tức chứ. Tại sao mà có những người mà hạng người như vậy? Lần sau mà tôi thấy đánh nữa là tôi lên tiếng đó. Tôi lên tiếng hai đứa lần. Hai đứa phụ nữ chụp người ta là đọc báo Cộng sản. Hết chuyện rồi, cùng là cờ vàng mà tố nhau những cái điều mà rất là thô bỉ. Đấu tranh kiểu gì kỳ vậy? Dạ. Mình nghĩ là chắc cũng là đã đủ rồi. Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha.